ra thì với góc độ kỹ thuật á, mình dùng máy Windows hay macOS, Android hay iOS thì thực ra nó là câu chuyện gọi là muôn thuở rồi. Bản chất là mình cảm thấy mình quen với cái nào, mình thích cái nào thì mình sử dụng cái đấy. Chứ nó cũng không hẳn là cái nào an toàn hơn. Nhưng mà ở dưới góc độ kỹ thuật thì rõ ràng mình có thể thấy là gì? Ví dụ như là cái môi trường develop sản phẩm cho lẫn lẫn đến cái store của hệ sinh thái Apple, nó luôn luôn có một cái sự bao đóng hơn. Có nghĩa là bao đóng thì nó tạo cái môi trường để mà gọi là hacker có thể khai thác và tấn công vào đấy, thì nó hạn chế hơn so với là Windows hay là Android. Đó thì mọi người có thể cân nhắc cái đấy, nó gọi là cũng gọi là tương đối thôi, chứ nó không có nghĩa là mọi người sử dụng macOS hay là iOS, iPhone thì mình không bị tấn công. Cái hình thức tấn công nó rất là nhiều, chứ nó không chỉ tấn công qua malware. Đó, ví dụ phishing attack hoặc phổi bụi hoặc là như tất cả những cái thứ mà mình chia sẻ vừa rồi thì hoàn toàn là nó không liên quan đến nền tảng nào cả, nền tảng nào cũng sẽ bị tấn công như nhau. Còn về mặt tâm lý hoặc là môi trường, nói chung là có sử dụng macOS hoặc là iPhone nó sẽ có nhỉnh hơn một chút trong cái vấn đề mà an toàn bảo mật. Nếu mà mình so sánh platform á, giữa mobile app hoặc là extension á, thì thực ra cái này dễ để nhận thấy là mobile app nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều. Tại vì cái môi trường ở mobile app là trên mobile thì thứ nhất là cái phạm vi để mà hình thức tấn công nó cũng ít hơn ở trên máy tính hay là trên trình duyệt web. Cái thứ hai nữa là trong tất cả những cái mobile thì cái private key của mình là hầu như là được store ở trong cái phân vùng dữ liệu an toàn hơn là so với trong trong browser. Extension thì được cài ở trên một cái trình duyệt đó, và cái key của nó gần như là, ví dụ như mình bị tấn công hoặc mình bị lấy mất cái cookie chẳng hạn, cái data của browser là rất dễ 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 dàng để lấy được. Hay là khi mà mọi người có đưa một cái máy tính của mình đang sử dụng, được cài một cái extension trong đây có ví của mình cho người khác, thì người ta chỉ cần một chút hiểu biết và một chút thời gian thôi là người ta có thể hoàn toàn là người ta có thể access được và lấy cái key của mình. Cho nên là cái môi trường extension nó sẽ không an toàn bằng trên điện thoại. Ngoài ra thì như mình có chia sẻ ban nãy, thứ nhất là các bạn nên sử dụng những cái phần mềm chính hãng có license. Mình không nên download và mình install những cái phần mềm cracks ở bên ngoài, tại vì những cái mã độc trôi nổi người ta cài vào cài cắm vào trong đấy rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là trong điện thoại chẳng hạn, đi mình dùng Android thì mình không nên root, mình xài iOS thì mình không nên jailbreak đó. Cái thứ ba nữa là nếu mà có thể, nếu như mọi người đặt sử dụng sở hữu những cái khối tài sản nó tương đối lớn và mình cảm thấy nó rất là quan trọng, thì mọi người nên dùng một cái điện thoại riêng chẳng hạn, chỉ để tương tác với những cái ví ở trong đấy thôi, và trong cái network mạng các thứ riêng. Còn những cái app mà liên quan đến social các thứ bên ngoài thì mình xài một cái điện thoại khác. Nếu được như thế thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều.